Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 18 tháng 6 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Người tình London Roberts khiến Hunter Biden choáng váng khi xuất hiện trước tòa án Arkansas. Bộ Tài chính Mỹ cho biết áp trần giá dầu làm giảm một nửa doanh thu của Nga. Rooster tóm tắt ý chính trong phát biểu của Tổng thống Putin tại diễn đàn ST Petersburg. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Hunter Biden hôm thứ Sáu đã được một đoàn xe hộ tống của Sở Mật vụ đến phiên tòa ở Little Rock, Arkansas. Hunter Biden đã đưa ra lời khai trong vụ kiện hỗ trợ nuôi con của anh ấy chống lại mẹ bé Linda Roberts. Thẩm phán Holly Mayer Arkansas đã đe dọa Hunter Biden đối mặt với án tù nếu anh ta không xuất hiện trước tòa để trả lời các câu hỏi về tài chính của mình, như một phần của vụ kiện cấp dưỡng con cái do mẹ Linda Roberts đệ trình. Thưa quý vị, Hunter Biden vào tháng trước đã xuất hiện trước tòa án để giảm khoản tiền cấp dưỡng nuôi con 20.000 đô la mỗi tháng cho đứa con ngoài giá thú 4 tuổi của anh ta. Con gái của Hunter, Navy Tran hiện đã 4 tuổi và được biết Hunter vẫn chưa gặp cô bé dù chỉ một lần. Và Joe Biden thậm chí vẫn chưa thừa nhận cháu gái của mình. Hôm qua, Linda Roberts đã khiến Hunter Biden choáng váng khi xuất hiện trước tòa để chứng kiến việc phế trước ông vào thứ Sáu. Thẩm phán yêu cầu Hunter Biden trả lời các câu hỏi về thu nhập từ việc bán tác phẩm nghệ thuật của anh ấy và các giao dịch kinh doanh khác. Theo Daily Mail, Hunter Biden cuối cùng đã buộc phải trả lời các câu hỏi về tài chính mờ ám. London Roberts đã gây bất ngờ lớn cho Hunter Biden khi đích thân đến nghe tin ông bị truất phế lần đầu tiên trong cuộc chiến giành quyền nuôi con kéo dài nhiều năm đầy cay đắng của họ. Các nguồn tin nói với Dailymail.com rằng động thái này sẽ làm tăng áp lực lên dòng dõi Biden khi các luật sư của Roberts chuẩn bị tuyên thệ với anh ta về thu nhập của anh ta từ các giao dịch kinh doanh bí mật ở Ukraine, Trung Quốc và các nơi khác. Một nguồn tin nói với Dailymail.com rằng Lenin có quyền ở đó, nhưng điều đó rất bất thường. Tham dự lễ hạ bệ Hunter sẽ là một lựa chọn chiến lược và có lẽ là một trò chơi đối đầu. Và tại sao không? Hầu hết mọi người khó nói dối về một người trước mặt họ hơn. Ben Berkwam bắt gặp Hunter Biden rời tòa án vào chiều thứ Sáu sau khi bị phê truất. Bộ Tài chính Mỹ cho biết áp trần giá dầu làm giảm một nửa doanh thu của Nga. Thưa quý vị, một quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính Mỹ cho biết cơ chế áp trần giá dầu đang cắt giảm nghiêm trọng nguồn thu nhập lớn nhất của Nga. Năm 2022, Mỹ và các cường quốc kinh tế khác trong nhóm Chỉ Bảy cùng với Australia, Liên minh châu Âu đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm hạn chế giá dầu của Nga. Các quan chức Mỹ nhận xét kế hoạch này sẽ dán một đòn mạnh vào nền kinh tế Nga. Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong bài phát biểu hôm thứ Năm tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ. Chỉ trong 6 tháng, mức trần giá đã góp phần làm giảm đáng kể doanh thu của Nga tại thời điểm quan trọng của cuộc chiến. Đồng thời, ông chỉ ra con số gần 50% giảm doanh thu từ dầu của Nga so với một năm trước đó. Ngoài giới hạn giá, các quốc gia đồng minh đã áp đặt lên Nga bằng nhiều biện pháp trừng phạt trong suốt gần 16 tháng chiến tranh các biện pháp trừng phạt nhằm vào các giao dịch ngân hàng và tài chính, nhập khẩu công nghệ, sản xuất và những người Nga có quan hệ với chính phủ. Ông Adeyemo cho biết gần đây nhất, chính sách thuế mới của Điện Kremlin đối với các công ty dầu mỏ được thiết kế để bù đắp cho việc thiếu doanh thu là bằng chứng cho thấy sự thành công của cơ chế áp trần giá. Ông nói sự thay đổi này sẽ hạn chế các công ty dầu mỏ của Nga trong tương lai, khiến cho họ có nguồn tiền đầu tư vào thăm dò và sản xuất, và theo thời gian sẽ làm giảm năng lực sản xuất của ngành dầu mỏ Nga. Lauri Miliversta, một nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch có trụ sở tại Phần Lan cho biết, trong khi giá trần đã tác động đến nền kinh tế Nga, lệnh cấm nhập khẩu của EU có tác động nhiều hơn trong việc giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga. EU năm ngoái đã tuyên bố cấm nhập khẩu dầu của Nga và các sản phẩm khác từ các nhà máy lọc dầu của Nga. Và vào tháng 2, Châu Âu đã áp đặt lệnh cấm đối với nhiên liệu diesel của Nga. Để đối phó với các biện pháp trừng phạt, Nga đã cắt giảm sản lượng dầu và tuyên bố trong tháng này rằng họ sẽ tăng hạn cắt giảm thêm 500.000 thùng mỗi ngày cho đến cuối tháng 12 năm 2024. Trong tuần này, cơ quan năng lượng quốc tế đã đưa ra dự báo 5 năm về nhu cầu dầu mỏ, điều này cho thấy sự thống trị của nhiên liệu hóa thạch đối với người lái xe đang bắt đầu suy yếu đó là một phần của xu hướng lớn hơn trong đó các quốc gia nỗ lực giải quyết biến đổi khí hậu bằng cách chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo, do đó có thể làm giảm sức mạnh kinh tế của các quốc gia như Nga. Thưa quý vị, dự báo chỉ ra rằng nhu cầu về xăng dầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2023, trong khi nhu cầu về nhiên liệu vận chuyển tổng thể sẽ đạt đỉnh vào năm 2026. IEA chỉ ra rằng đây là kết quả của việc chuyển hướng sang các nguồn phát thải thấp hơn do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu gây ra trong ngoài hiệu quả tốt hơn và sự tăng trưởng doanh số bán xe điện. Reuters tóm tắt ý chính trong phát biểu của Tổng thống Putin tại diễn đàn Petersburg. Quý vị thân mến, hôm ngày 16 tháng 6, Tổng thống Nga Putin có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn Kinh tế quốc tế Petersburg ở St. Petersburg. Dưới đây là một số trích dẫn của Putin tại sự kiện được tổng hợp bởi Reuters. Về mặt kinh tế, ông Putin nói rằng xu hướng tích cực về kinh tế vĩ mô đang đạt được đà. Tôi đồng ý với những chuyên gia của chúng tôi, những người tin rằng tăng trưởng năm nay sẽ đâu đó lên tới 1,5% và thậm chí có thể suýt soát 2%. Và điều này sẽ cho phép đất nước của chúng tôi giữ vị trí của mình trong số các nền kinh tế hàng đầu của thế giới. Sự năng động của doanh thu ngoài dầu khí thu hút sự chú ý. Từ tháng 1 đến tháng 5, chúng đã tăng 9,1%, cao hơn đáng kể so với dự kiến chi phí quốc phòng của Nga. Ngày nay tài chính công của chúng ta nói chung là cân bằng, hiện có một khoản nhỏ thâm hụt ngân sách liên bang. Thuận theo tự nhiên cần có thêm tiền để tăng cường quốc phòng và an ninh, để mua vũ khí, chúng tôi có nghĩa vụ phải làm điều này để bảo vệ chủ quyền của đất nước chúng tôi. Về doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Nga. Tôi nói rằng nếu các hãng sản xuất nước ngoài muốn quay trở lại hoặc đến thị trường của chúng tôi, chúng tôi nghe những cuộc trò chuyện như vậy ngày càng thường xuyên hơn thì chúng tôi sẽ không đóng cửa với bất kỳ ai. Các vị biết rất rõ rằng chúng tôi chưa bao giờ đẩy bất kỳ ai ra khỏi thị trường hoặc là nền kinh tế của chúng tôi. Tiền tệ quốc gia trong thanh toán quốc tế. Thưa quý vị, ngày nay khoảng 90% các khoản thanh toán với các quốc gia thuộc liên minh kinh tế Á là bằng đồng rút, hơn 80% các khoản thanh toán với Trung Quốc là bằng đồng rút và nhân dân tệ. Chúng tôi cũng đang tích cực phát triển thương mại bằng tiền tệ quốc gia với các quốc gia khác. Trả lại tài sản cho khu vực pháp lý của Nga. Tôi yêu cầu chính phủ liên hệ với cộng đồng doanh nghiệp, xúc tiến việc trả lại tài sản trong các ngành công nghiệp then chốt cho quyền tài phán của Nga. Việc này phải được thực hiện trước tháng 12 năm nay. Phương Tây đóng băng tài sản của Nga Tình huống tiền kiếm được ở Nga và sau đó được gửi vào các tài khoản nước ngoài mang lại những rủi ro rõ ràng và thường không thể chấp nhận được, không chỉ đối với nhà nước mà còn đối với chính doanh nghiệp Nga. Nhiều doanh nhân của chúng tôi đã cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy rằng tài khoản và tài sản của họ đã bị đóng băng ở phương Tây. Phi đô la hóa Thưa quý vị, chúng tôi chưa bao giờ và không có mục tiêu phi đô la hóa nền kinh tế Nga và chúng tôi chưa bao giờ và không có mục tiêu tác động đến quá trình phi đô la hóa nền kinh tế thế giới. Ảnh hưởng của đồng tiền một loại này hoặc một loại khác trong nền kinh tế thế giới gắn với tiềm lực kinh tế của quốc gia phát hành đồng tiền đó. OPEC Plus và ngành năng lượng Nga Thưa quý vị, tất cả các quyết định trong OPEC Plus nhằm giảm sản lượng đều có tính chất phi chính trị hóa. Chúng không liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt của Nga hoặc với bất kỳ cân nhắc cơ hội nào khác, chúng liên quan đến các vấn đề về tính khả thi kinh tế cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nói chung, thị trường dầu khí của Nga đang ở trong tình trạng tốt và có triển vọng phát triển tuyệt vời. Xung đột Ukraine. Ukraine sẽ sớm ngừng sử dụng thiết bị của chính mình, không còn gì của họ, mọi thứ mà họ chiến đấu và mọi thứ họ sử dụng đều được đưa vào từ bên ngoài. Người ta không thể chiến đấu lâu theo cách như vậy được. Xe tăng phương Tây đang bốc cháy. Một số xe tăng đã bị phá hủy, bao gồm cả Leopard. Không còn nghi ngờ gì nữa, F-16 cũng sẽ cháy. Nhưng nếu chúng được đặt bên ngoài Ukraine và được sử dụng trong các hoạt động chiến sự, chúng tôi sẽ phải xem xét làm thế nào và nơi chúng ta có thể tấn công những vũ khí được sử dụng trong các hành động thù địch chống lại chúng ta. Có nguy cơ nghiêm trọng là NATO bị lôi kéo thêm vào cuộc xung đột vũ trang này. Chúng tôi chưa bao giờ đóng cửa về ý tưởng đàm phán hòa bình với Ukraine. Quan hệ với Hoa Kỳ Giờ chúng tôi thực tế đã không có liên hệ nào, và điều đó không phải là vì chúng tôi đã từ chối họ. Mỗi khi có mong muốn tiến hành một cuộc đối thoại nào đó giữa chúng tôi, thì họ liền chuyển chủ đề đối thoại sang lĩnh vực cung cấp vũ khí. Về vũ khí hạt nhân Việc sử dụng vũ khí hạt nhân chắc chắn là có khả năng về mặt lý thuyết, Đối với Nga thì điều này có thể xảy ra nếu xuất hiện mối đe dọa đối với toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và chủ quyền của chúng tôi, sự tồn tại của nhà nước Nga. Ukraine tấn công trên lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, đối với các cuộc tấn công vào các lãnh thổ trong biên giới Nga này, đây là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng chúng tôi, để buộc chúng tôi chuyển một số đơn vị được triển khai ở các khu vực khác của tiền tuyến. Về Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden Thưa quý vị, tôi không có nhiệm vụ bảo ông ấy phải làm gì. Hãy để ông ấy làm những gì ông ấy cảm thấy phù hợp. Còn chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi tin là vì lợi ích của Liên bang Nga và người dân Nga. Và mọi người sẽ phải tính đến điều này mà thôi. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất